Theo cái phong tục gọi là cái lễ nghi của người Công giáo thì là mình phải làm lễ trong nhà thờ nữa. Và cái lễ đó thì bởi vì Thi và Hiển không có thời gian để học giáo lý, cho nên là mình phải đợi cái thời gian học xong rồi mình mới làm. Đó là lý do mà vì sao mà cái đám cưới của Thi Hiển nó kéo dài tới như vậy. Với cái sức của mình thì không làm được, mình phải nhờ đến một cái ekip. Thì bạn bè của Thi và Hiển đều chung tay góp sức để giúp cho một cái đám cưới đối với Hiển gọi là rất là trọn vẹn. Kể từ hôm nay, Khánh Thi được chính thức là con dâu của gia đình này. Cái bất ngờ nhất đó chính là khi sau cái buổi lễ đó thì cộng đồng mạng mới dùng hai cái từ danh phận, nhưng mà nói thật với mọi người là đối với Thi, Thi nghĩ từ đó nó là đúng mà. Thi không cảm thấy, bởi vì với ông bà xưa của mình, đặc biệt là người lớn tuổi á, họ không phải là những người mà sẽ dùng những cái câu theo trend, theo trên mạng để phù hợp với giới trẻ. Với ông bà, danh là gì? Đây chính là danh nghĩa mà, phận là phận làm con, phận làm con dâu. Đó, thì bà ghép cái từ đấy vào để cho biết là bây giờ đây là gia đình tôi công nhận đây là cháu dâu chính thức. Mặc dù trước đây thì cháu sống trong nhà, nhưng mà bây giờ hai cháu nó được làm lễ ra mắt hai bên gia đình, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên, nói thật là lần đầu tiên mà gia đình nhà gái từ Hà Nội mới bay vào, 7 năm ở cùng gia đình Hiển, nhưng mà bây giờ nhà gái mới được chính thức là được ngỏ lời. Thì cho nên bà dùng từ đó thì Thi cũng thấy nó đúng. Thi không có một tí gì được gọi là, hay mọi người nói là mùi lòng đâu. Cái việc mà Thi khóc và xúc động bởi vì Thi thấy được hai gia đình công nhận và gặp nhau. Và bà nói là bà rất là thương con dâu cho nên mình thích thôi. Cảm giác với Thi đúng nghĩa như là mới được về nhà chồng, nó khoảng sự sống ở đây rất lâu vậy. Rồi vẫn là cái cuộc sống đó, vẫn là hàng ngày Hiển vẫn đi mua đồ ăn sáng cho Thi đó. Nhưng mà bình thường ông hay nói Thi là chị xem định vị chưa, anh vẫn ở đây này, nhưng Hiển không xem nữa. Rồi nói chung nó rất là thay đổi. Rồi tối buổi tối hai vợ chồng thì thực sự là cũng nói thật là thời điểm này thì cũng là thời điểm mùa Tết nữa, cho nên là công việc của hai vợ chồng cũng rất là nhiều thứ cũng được bớt lại rồi. Thì hai vợ chồng có quyền thức đêm, có quyền cùng xem phim với nhau và có quyền cùng bàn luận về cái kế hoạch cho Tết và cho những cái chuyến đi sau này. Tức là có thời gian được nói chuyện với nhau nhiều hơn, chứ trước đây thực sự là làm việc xong rất là mệt và lên giường là đi ngủ, rồi lo cho con ngày mai phải đi học như thế nào. Nó đúng nghĩa là nó hơi cơm áo gạo tiền, và nó có một cái gì đó lâu lâu mà giận nhau vẫn có quyền cho nhau những khoảng cách xa hơn đó. Còn bây giờ cứ định giận nhau thì đó, năm nào thì Hiển cũng sẽ phải chở Thi ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ để Thi đi mua thật nhiều hoa theo đúng cái gọi là gì nhỉ? Truyền thống của người Bắc đó, là Thi thích trưng hoa lay ơn. Rồi nói chung là Thi phải làm đúng những cái gì như của người Bắc làm, phải Thi thích như thế, rồi lau dọn bàn thờ phụ cho mẹ, dù nó có không bẩn thì Thi cũng lau, thì cũng lôi hết xuống thì lau. Rồi phụ mẹ Thi làm cái mâm cơm cho cái buổi trưa ngày 30 thôi. Nói là phụ thôi nhưng mà thích được làm. Ông bà thương cháu nên là mình nghĩ là ok thôi thì cứ xin. Tại vì kiểu gì ông bà cũng thương cháu và chăm cháu giúp mình. Cô Bina thì rất là thích. Thật ra là Bina là đang thúc đẩy ba mẹ đó. Đang thúc đẩy để có thêm thành viên mới. Và Bi thì lại muốn có thêm một bé em trai để chơi chung với Bi. Na thì lại thích có một cô em gái. Thì nghĩ là với sự mong mỏi của tất cả mọi người trong năm mới ấy, thì ai cũng đều sẽ mong điều đầu tiên, đó chính là bình an. Điều thứ hai thì sau đại dịch Covid thì đối với Thi bây giờ cái điều thứ hai luôn luôn là phải là sức khỏe. Tại vì nếu không có sức khỏe thì rất là khó có thể làm được mọi thứ. Và trong công việc cũng như là hạnh phúc gia đình thì Thi vẫn mong muốn mọi chuyện sẽ phải suôn sẻ. Nhân dịp năm mới về thì Văn Hiển và Khánh Thi sẽ xin chúc cho các độc giả sẽ có một năm mới thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe và chúc mừng năm mới. Xin dịp này cùng nhau xuân vầy.